Đối với các sân bay, cảng hàng không quốc tế nói chung, ga đường sắt ngầm kết hợp với cảng hàng không sân bay là một điều gần như bắt buộc. Đối với sân bay quốc tế Long Thành, ga đường sắt ngầm kết nối với hệ thống đường sắt hiện có và triển khai mới sẽ là điều rất quan trọng và có ý nghĩa hơn nữa, bởi với thiết kế và công suất của cảng hàng không quốc tế Long Thành thì hệ thống đường bộ không thể đáp ứng nổi và không ưu việt trong việc vận chuyển hành khách, đặc biệt là hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh và các đầu mối khác đến sân bay quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, nước đó là chuyện xứ người, còn ở Việt Nam chúng ta buồn cười là khi làm nhà ga số 1, người ta đã sân bay quốc tế Long Thành, người ta đã quên ga đường sắt ngầm. Và hiện nay khi nghĩ lại chuyện này, khi tính chuyện này thì đã đóng cọc xong, dở khóc dở cười. Thưa các anh chị, sự bị khối hai này không phải là những lời bàn tán đồn đoán, mà là được báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đăng tải. Theo đó, hiện nay nhà ga số 1 thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang được các đơn vị triển khai thi công. Gói thầu đầu tiên đã đóng 1.545 cọc móng. Điều hết sức đáng tiếc ở giai đoạn này là hạng mục ga đường sắt ngầm không có trong thiết kế, và khi đã đóng xong cọc móng, đương nhiên không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm. Xây ga đường sắt ngầm như vậy thì như thế nào, thưa các chị? Theo báo Nhân Dân, tuy muộn còn hơn không, ở giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư vẫn có thể sửa sai, kịp thời bổ sung thiết kế ga ngầm tại nhà ga số 2 nhằm đảm bảo kết nối liên quan. Trong xây dựng thiết kế luôn đi trước một bước, vì thế việc này cần phải quyết định sớm và giao nhiệm vụ ngay cho liên danh tư nhân thiết kế thực hiện. Tức là thưa các anh chị, bây giờ nhà ga số 1 là xem như thua rồi, không có ga đường sắt ngầm, đóng cọc xong rồi, làm gì bây giờ? Nhiều người nói vui rằng nhổ cọc lên làm lại, đương nhiên không thể có chuyện đó được. Thứ hai nữa, người ta nói rồi, khỏi nhổ cọc lên, khỏi làm lại gì cả, để nguyên đó, làm nhà ga chỗ khác, để đó làm di tích lịch sử. Còn đặt tên nó là gì thì từ từ đặt tên, thiếu gì cách để đặt tên. Và vấn đề sớm bổ sung thiết kế những ga ngầm đường sắt là một việc phải đương nhiên, phải không? Nhưng mà triển khai như thế nào thì báo Nhân Dân gợi ý rằng, đối với gói thầu nhà ga hành khách đang được triển khai, thời gian thi công theo hợp đồng kéo dài 39 tháng, như vậy chiếu theo thời gian hợp đồng, gói thầu này sẽ không đạt mục tiêu hoàn thành của năm 2025. Một điều hết sức đáng tiếc là nhà ga số hành khách số 1 này không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm, vì đã đóng xong cọc móng và hạng mục ga ngầm đường sắt cũng không có trong thiết kế. Với ba nhà ga còn lại, nếu muốn có hệ thống đường sắt kết nối, nhà ga số 2 giai đoạn 2025-2030 bắt buộc phải thiết kế và thi công ga đường sắt ngầm, không thể để muộn hơn vì sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả khai thác do tắc nghẽn giao thông. Trong thiết kế phải có phương án kết nối với ga số 1 đã xây và phương án mở để chờ kết nối với ga số 3, số 4 thi công giai đoạn 2030-2045. Ngoài ra, dự án tuyến đường sắt nối sân bay Long Thành với Thủ Thiêm phải xác định điểm đầu của tuyến tại khu vực sân bay để có phương án thiết kế nối từ ga sắt ngầm trong lòng nhà ga số 2 đối với tuyến đường sắt nhẹ. Thiết kế các hạng mục của nhà ga số 1 và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tất cả đều được liên danh tư vấn giám sát Nhật phê duyệt. Hồ sơ thiết kế này đều có thể dùng để thi công nhà ga số 3 và số 4 sau này, nhưng phải sửa đổi với nhà ga số 2 cho phù hợp mục đích. Hạng mục xây ga đường sắt ngầm trong lòng nhà ga hành khách số 2 bắt đầu thiết kế từ hệ thống cọc móng, do đó cọc móng trong hệ thống không gian ngầm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thiết kế bố trí ga đường sắt ngầm. Các hạng mục thiết kế thân nhà ga đều liên quan đến nhau, phải được liên danh tư vấn xem xét điều chỉnh, trong đó chủ yếu khối lượng lớn nhất thuộc về Arup, công ty chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu thân nhà ga. Chúng tôi cảm thấy rất lo lắng có cái gì đó lợn cợn, thưa các anh chị. Ngay khi đã xây dựng hạng mục quan trọng nhất đóng cọc xong rồi thì mới vỡ lẽ ra là chưa có làm ga đường sắt ngầm, một hạng mục không thể thiếu được và rất quan trọng, đặc biệt là đối với công trình này như chúng tôi đã trình bày nãy giờ, thì đóng cọc xong rồi làm sao bây giờ quá ra các nhà ga còn lại cũng chưa có thiết kế nhé. Ga đường sắt ngầm bây giờ phải lay quay thiết kế lại. Thiết kế nhà ga hành khách có ga đường sắt ngầm không phải là việc mới và quá khó, liên danh tư vấn thiết kế ngoài hoàn toàn có khả năng thực hiện trên thế giới, nhiều quốc gia đã làm từ lâu.
Ngoài ra như đã nói ở trên, phải xác định rõ vị trí điểm đầu của tuyến đường sắt nối sân bay Long Thành với Thủ Thiêm để có căn cứ thiết kế nối từ nhà ga đường sắt ngầm của sân bay tại nhà ga số 2 với tuyến đường sắt. Đây là công việc cụ thể của rất nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau gắn kết lại để hoàn thành nhiệm vụ không đơn giản. Nhưng nếu không có chủ trương sớm ra đầu bài, tư vấn thiết kế sẽ tiếp tục chậm trễ và khó khăn trong việc thực hiện thực như nhà ga số 1. Cần khẳng định sân bay quốc tế Long Thành có công suất 100 triệu khách năm, trong đó 80% là khách quốc tế di chuyển chủ yếu, 70% là tới thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các chị, như vậy là hệ thống đưa ga đường sắt ngầm kết hợp với ga hành khách đối với cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành có ý nghĩa sống còn. Nó còn là một bài toán trong việc kết nối với hệ thống đường ga hàng sắt nhẹ lộ thiên, kết nối ở đầu cửa ngõ sân bay, đương nhiên rồi nó phải có phần lộ thiên, rồi bày đi vào các hệ thống ngầm và kết nối vào đường sắt mới cũng như được hệ thống đường sắt cũ và đường sắt mới tới Thủ Thiêm. Toàn là những bài toán khó mang tính tổng thể, tất cả đều mang tính tổng thể và phải chính xác đến từng cm. Như vậy là gì? Như vậy có nghĩa là phải có một kế hoạch tổng thể, dự án tổng thể rồi mới đến dự án chi tiết. Còn như chúng ta thấy báo trong Nhân Dân đã trình bày, chúng tôi không có dữ liệu nhưng theo cách mà báo Nhân Dân trình bày, chúng tôi cảm thấy những người thực hiện cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành làm nhà ga quốc tế lớn hàng đầu thế giới theo kiểu ném đá dò đường, làm cái này rồi mới giật mình nghĩ tới cái kia, làm cái kia mới giật mình nghĩ tới cái nọ. Đúng là những chuyện này chỉ có thể xảy ra ở chúng ta thôi, một đất nước đầy chuyện cười mà toàn là những chuyện cười ra nước mắt. Rồi các anh chị.